Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại kênh Tuyên Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyên có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tâm thất, củ tâm thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyên đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyên. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyên bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyên đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyên bây giờ sẽ bán là 500.000 đồng. Và em Tuyên sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyên đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyên sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyên sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyên Hà Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyên để em Tuyên sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng cho các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào tất cả mọi người. Đây các cô chú ơi, thì đây là những bà con đây thì cũng đã đi lên trên để bắt đầu đi đón tôm đây. Có rất nhiều hộ gia đình đây. Dần dần đây. Bây giờ thì bà con đã uống nước xong, bây giờ thì tiến hành chia đồ đây mọi người xem này. Đây mọi người ơi, thì hai em đây. Mà. Đấy rồi. Sao ấy? Em ấy bảo sao? Vâng, xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Thì nội dung tiếp theo này thì như mọi người đã thấy thì ở phần trước thì chúng ta đang gặp trục trặc một chút về cái vấn đề là bà có nhờ các hộ gia đình ở trong này đi vận chuyển tôn. Thì mọi người xem này, gương mặt của bà đang rất là lo lắng. Thế bà đang rất là lo vì nói chung là bà cũng là một người trụ cột trong gia đình, bà cũng nghĩa là cái sức của bà đã lo hết sức rồi. Bây giờ không được thì bà cũng rất là lo. Thì bây giờ thì cũng nhờ tụ bò đi ra bên này để xem nói chuyện cùng các bà con ở đây xem nhờ được hay không hay là thuê hay không như nào, thì em Tuyên sẽ nói chuyện với bà con như nào. Rồi xin chào. Thế ở viện về lâu chưa? Hả? Hôm qua vừa về à? Thế tình hình thế nào rồi? Hả? À? Không, tình hình bác sĩ khám của em ấy bây giờ là như nào rồi? Bác sĩ bảo là việc cẩn thận thôi. Làm việc cẩn thận thôi chứ đúng không? Ừ. Thế đợt vừa rồi là bị làm sao ra viện? Anh đợt đấy anh không ở đây thì làm sao? Em ho. Thế bác sĩ bảo ho đấy là bị làm sao? Bác sĩ không bảo đâu. Không bảo gì à? Chỉ có là... Bảo là đi làm về là cẩn thận thôi. À, đi làm việc cẩn thận thôi chứ gì? Thế bây giờ bọn em đang đi đâu đây? Em không sống làm đá, sát đá thì máy hỏng. À, máy hỏng à? Thế thì bây giờ anh có hỏi ý kiến của em một chút. Thì ở đây thì có bà đang bảo là nhờ bà con ấy, đi vận chuyển giúp bà cái tấm bờ lô với tấm tôn ấy. Vâng. Không biết thế thì... Bà nhờ mà bà cũng nhờ thì cũng biết đi đâu. Đấy, thế chứ, đây tục bò đây này. Đấy, thế thì... Bà không nhờ đâu. Bà không nhờ á? Hay là bà như nào? Bà đang bảo là... Bà cũng quan ngại
từ đầu rồi. Bà cũng ngại gì? Thế bây giờ nhá, thì bây giờ bà con đang ở nhà hay ở đâu hết rồi em? Chả có biết. Đông không? Bây giờ bà con ở bên kia đông không? Bà nhờ đấy, các bà hồ về rồi mà. Thế bây giờ có nghĩa là bà con bên nhà súng đang máy hỏng rồi đúng không? Thế bây giờ thì anh sang anh cùng mọi người nhờ bọn em được không? Bảo bà nhờ thôi, tôi bỏ đi. Em đi cùng anh với. Em ví dụ bây giờ nhá, anh nhờ em có đồng ý đi cùng bọn anh không? Bà thì sẽ vận động nhẹ nhàng thôi. Bà thì bà đang ngại. Bà đang ngại, bà hiểu không? Bà đang bảo là làm sao á? Bảo là các bà bảo là bà không nhờ thì các bà không biết đi. À đó, thấy chưa? Nhưng bà vẫn là quan ngại. Thì anh hôm nay anh bảo anh mua thịt thà vào hết rồi, nhưng mà bà thì bà vẫn cứ ngại không biết làm sao. Thì bây giờ thử bà xem là bà xem bà đi nhờ được không. Anh cũng ra có một đôi lời nhờ nữa nhờ. Không, thì bây giờ là máy hỏng, với lại là bây giờ mình chỉ nhờ chuyển ở trên kia mà qua xuống thôi mà, chứ mình có nhờ hết một ngày đâu đúng không? Nhưng mình chỉ đi 1-2-3 chuyến thôi mà. Ở đây thì mình có nhờ cả con trai nữa. Nhờ cả con trai thì xem chỗ tấm bờ lô ấy, mình không vác được thì nhờ con trai chở bằng xe máy. Ở đây xem có bao nhiêu người, có ai không làm thì mình nhờ người đấy hộ bà một chút. Thế bà thì bà vẫn ngại hay sao á? Đúng không già? Bà từ đầu bà bảo sao? Bà vẫn còn ngại cái vấn đề gọi là nhờ nhiều bà con quá thôi. Nên là để mọi người ai cũng thấy thì đều vui vẻ thì là bà vẫn nói cho anh em mình là từ đầu là nên khoáng. Bà không dám nhờ. Thế bây giờ bà cứ sang nhờ đi, mình vẫn có cơm ăn thức uống đầy đủ như mọi lần. Sau này có thể mình... Rồi xin chào em, đang giặt nè ha. Đây mọi người từ từ, đi ra bên này một chút, bà đang bên này. Đâu, đi đâu hết rồi bà? Tà rồi đúng không? Bên này không có người rồi. Bà con đang đi họp anh. Họp á? Đang đi làm cái giấy gì mà ở trên xã ấy. Hả? Có sống nhá, còn mọi người sửa máy kia. Thế còn đâu hết rồi em? Bà con đang nói là chờ người về ấy. Chờ bà con hôm nay đi lên xã mà nãy anh em mình nói chuyện là làm cái giấy gì. Nhưng ở đây em xem là ở đây có những ai ở nhà ở đây? Có hết mà. Thì có hết mà, bà vẫn là có hết mà. Hello bà. Đây này, bà đang nói bà nhờ xem thế nào. Xin chào, xin chào nha. Ôi trời, Mỹ Tú à? Được đấy nhỉ, Mỹ Tú. Trời ơi, mấy cái này. Đây bà đang nhờ đây. Không, cái tấm tôn. Tấm bờ lô xốp xốp ấy. Giống như vừa... Nhanh lúa. Nhanh lúa ấy. Đúng rồi. Nhanh lúa đưa rồi. Để đưa. Ô tụ cái này ta sẽ chuyển. Ô tụ cứ chuyển trái xanh thì tết cứ ở nghề lính để cho. Ô tụ cứ đại chuyển. Vâng, chuyển chuyển. Đi xuống cứ tố ở chỉ giúp cứ. Cháu hành đi. Cháu hành nha. Ô xa xa thì chín tết cứ thổ bốn nghề chín tết sạc đà mà. Ô thôi cho nàng mà nhỏ nhỏ. Cho bất kỳ nhỏ nhỏ cho ta vui cho bất kỳ. Chính chai mà. Chính chai. Khổ nhỏ lệ bất kỳ nhỏ chứ. Chính chai. Ừ, cháu bất kỳ nhỏ. Chính chai, cháu bất kỳ nhỏ. Mua. Ê, ê. Mua em vớt á. Nói chung thì bà đang rất là lo lắng về nhiều điều. Còn bà con đấy thì với bà là giúp thì sẽ giúp rất bình thường. Vẫn giúp bình thường đúng không? Chỉ giúp. Đấy, còn bà thì bà vẫn đang lo là... Em bảo bà là thế này, bà không lo về vấn đề này. Bây giờ mình nhờ bà con, xong rồi mình vẫn có là một bữa cơm cảm ơn. Ngày hôm nay có một bữa cơm cảm ơn. Xong rồi nếu bà lăn tăn thêm thì sẽ có thể là mua thêm chai nước, chai này để cảm ơn cho những gia đình đến giúp mình ấy. Dùng cái lá chứ.
Bà lo rất là nhiều. Bà bây giờ đang lo về có thịt rồi và có thịt rồi. Bà lo không có rượu để mời. Đây chị già bảo là chỉ mua không uống rượu thôi này. Đấy có ai không. Cái suy nghĩ của bà lại suy nghĩ quá nhiều thứ. Tự nhiên phải có thịt lại phải có rượu. Rượu bà con có ai uống đâu. Dù hôm trước ấy còn hầu bia đấy. Nó mỏ với hầu đê thôi nhỉ. Thoải mái nhất. Ok. Thấy thoải mái nhất, mình cũng hiểu ý bà. Thì hôm trước mình cũng lấy như đội bà với Trá bảo là ai gây mua bia luôn. Đúng. Đó. Chứ ăn uống cái gì thì ok. Đó. Chứ bà đây bà cứ đòi hầu chơi hầu chơi. Không chỉ mua hầu chơi đâu. Thế thì em bảo bà là thôi thì cũng quả anh đây thì bà nhá. Anh nhờ mọi người nhá. Bây giờ là 9 giờ 10 giờ. Xe cũng đang vào rồi. Xe bắt đầu đang vào. Bây giờ chúng ta sẽ chở bà con lên trên. Úi dồi úi dồi. Ôi ơi, đường ướt này vẫn đi à? Bo. Đây. Cho anh em phải đi bảo vệ được bà con. Đây, đây bà ấy. Thức bò. Đây. Ở bên này anh thấy là lúc nãy là có con ở chú Phình. Bảo bà xem có vào nhờ được không? Em Phình ạ. Em vợ của em thứ hai ấy. Và ừ. Không phải và em à. Em thứ hai. Vâng. Ừ. Lấy bảo bà nhờ. Đâu tục bò. Sai. Không nói chuyện. Xin chào. Hôm nay em có làm gì không? Thực bòi, ở bên này này con nhà chú Phanh này. Hả? Chú Phanh này tổ nhát rồi. Nó mà hãy lượng. Không, nhờ được mà. Nói chung là anh phải tự bảo bà cũng đang ngại. Ừ, bà cứ lo vấn đề đấy. Bên này mà, bên này mà. Bên này mà, tụi bò. Bà này. Đấy. Nói chung là mình phải vào vận động bà con thì vẫn thoải mái đúng không em? Chứ không phải là như bà nghĩ đâu. Bà là nghĩ hơi nhiều. À đây rồi ạ. Xin chào em. Đấy thì em có thể nói lại hộ anh cho em này. Em đồng ý luôn vâng. Thôi cảm ơn em nhá, so sinh nhá. Đấy. Bà thì bà cứ ngại thôi, nói chung là khi mình vào thì nói chung là vẫn bà con vẫn là có một cái sự đoàn kết nhất định mà. Mặc dù vậy nhưng bà cứ đang lo là sợ bà con lại nói mình đánh sợ ấy. Bà cũng đang rất là ngó. Bây giờ sang nhờ bên này một hai câu nhờ bà con bên này nữa. Xong rồi nói chung là anh bảo rồi chúng ta sẽ mua đồ ăn thức uống cho bà. Xong rồi bà cứ cảm ơn bà con một hai bữa là thoải mái đúng không? Bên này có mua không biết mua có nhà không nhỉ? Mua là người chở xe này, mua phải chở được một hai đồ dùng ấy. Nó tiện. Không, bà con thì vẫn đồng ý mà, anh thấy bà con vẫn rất là vui mà.
Uầy, A Thà ơi. Hey. Đấy. Ở đây này mọi người xem này. Cũng đi đánh lưới này, đó. Rồi chúng ta đi xem theo bà. Bà vào nhà nào chúng ta sẽ đi nhà đấy. Đây lên trên này nhờ vợ A Phú này và nhờ vợ, có thể là vợ thề thì chân tay hơi bị cong hơi đau ấy, mình sẽ không nhờ. Những người nào khỏe mạnh nên nhờ. Đúng không? Như nào nhờ cái nhờ? Hả? Cái? Như nào? Chào chú. Ôi giời, chết rồi cái ơi. Rồi xin chào em nhá. Ôi giời, xin chào Dương nhá. Rồi. Thế. Vợ Phú đang làm gì đây? Ừ. Cây không biết chào à cây? À, chết rồi. Cây này đi học lớp 1 rồi cây nhá, đi học một. Ấy à. Đấy thì em có thể bảo vợ Phú được không? Nên tiếc người hay có nên phát mùi bỏ mẹ vua rất thêm. Vua tức hay mà biết được nhà. Vua sao mà bỏ mùi cái mẹ là bỏ cá nè, phụ chị ta mà biết gì mà. Là mùi, mới giờ đi mùi nó. Đi mùi rồi. Thôi là cũng hãy tí, là cho nên tiên là từ mùi. Nhà, tại kia này tức hãy biết rồi chứ. Thôi kìa, sao giờ mùi. Bây giờ mình đi nhờ nốt là vợ A Thà này. Thà với bên nhà, à, bên nhà Mỉ Miếc nữa là xong. Ừ. Nhà nào đồng ý thì mình nhờ thôi mà. Vì thực ra là nói thật với mọi người nhá, cái tiền để mà liên hoan, nói thật cái tiền hôm nay mình mua thịt hơn 1 triệu mình khoán cho bà con thì nó vẫn là bằng cái tiền thuê thôi, nói thật không, đúng không? Để già có công nhận không? Thì nó cũng bằng cái tiền thuê thôi, nhưng mà mình đây là muốn để cho bà con có một cái sự đoàn kết nhất định nào đó. Thậm chí có thể là mình mua nước nôi hơn đấy chứ. Ở đây xem có nhà A Thà nhờ được thì ai thì nhờ. Vì một cái bản làng nó như này thì nó muốn tạo cái đoàn kết ly lên thôi chứ. Ôi trời, nó đồng tục bò nhá. Ở đây này. Ôi trời. Ở nhà này đóng cửa rồi. Nhà thề thì anh nghĩ là vợ đang ấy như kia thì anh nghĩ là không nên nhờ. Vợ ấy, vợ thì nó cũng, vợ thề thì chân tay nó cũng không được như các bạn khác ấy. Đi nhờ. Ra chỗ nhà anh chính nữa thôi. Xong rồi Mỉ Miếc kia anh nghĩ là được chục người là thoải mái mà. Nhưng mà quan trọng nhất là mình không thấy con trai nhỉ. Mua thì không thấy nhỉ. Mua nhà chú Sử ấy. Mua nhà chú Sử ấy. Đây này, à, đây này. Xin chào em. Đang làm gì đây? Ha ha, A Thà, hả? Ủa, cái này thì giờ bỏ thôi chỉ đâu thứ, ô ba mươi em vừa chứ, em ra thêm. Ừ, giờ này dùng không gai chứ, giờ nên sao giờ chỉ mà giờ tiện lắm này. Nên đi một em à? Nên đi một nó, muốn đi nào đây? Có cả lầu nữa, nếu mà nhờ được lầu nữa thì tốt. Lầu này. Ôi, ôi đi trong hả? Ôi tưởng đi ô công cơ mà. Hôm nọ vừa mới thế ở kia đã đi lấy chồng rồi. Ôi trời, thế là có tin vui nhá, nhà anh chính này là đấy là tin vui nhá nhỉ? Con gái nhỉ? Thế là lâu đi lấy chồng rồi. Thế là lâu đi lấy chồng ở đâu? Hà vợ ta? Cá lóc sự. Cá lóc thử. Cá lóc thử. Lóc bùa. Ôi giời, thích nhá. Đi ô công mà đi lấy chồng luôn nhỉ. Con A Thà này rất là thích này. Chàng hoàng tử ấy nhỉ. Nhà. Con nhỉ. Đấy thì so sinh em nhá. Xong thì đi hộ anh nhá. Muốn đi nhìn đi tiệc. So sinh. Hay nhỉ. Thế hôm nay mới biết là thế là em lầu này đi làm một thời gian vừa rồi đi làm Hà Nội phát là cũng lấy được chồng luôn mọi người ạ.
Nhưng mà ở đây anh chưa, từ hôm mình vào cũng chả thấy có cái phong tục gì gọi là đưa đón hay gì nhỉ? Nói chung là không có đưa đón đâu, chỉ có nhà trai đưa đón. Ờ, đến đón phát là làm như kiểu làm thủ tục đến hỏi mua mà chả thấy gì nhỉ? Anh chả thấy luôn đấy. Ở đây thì ôi giời, thế thì ở thôn này chỉ còn hai bạn là chưa lấy chồng. Ở đây thì em Tuyên, nói chung là em Tuyên biết hết mọi người ạ. Biết hết các bạn nào chưa lấy chồng, bạn nào lấy chồng. Này vợ bó lại bị ốm à? À bên này là có mỉ này. Xin chào nhá. Rồi rồi. Rồi xin chào. Em hỏi là mỉ có nhà không? Ui. Đi làm thuê rồi á? Ờ. Mới đi à? Thôi đi. Nói chung là đi được nhà làm nhiều. Xin chào. Chào em. Làm gì đây em? Làm tết lanh à? Hả? À, thế thì em hỏi là mua xem là mua có bận gì không? Nhờ mua đi một chút được không? Ừ. Cho tụi bò ấy. Ừ. Cho ấy là trả luôn á. Mua đi xe máy thì có thể chở được bờ lô hay làm gì đấy cho tiện hơn. Nhá. Có xe máy kia có xe máy. Xe máy của anh có, lấy xe máy của anh. Đây là chị gái của anh thề này. Đâu? Chị máu tím. Đây á? Chị rồi. Đây á, đây là chị gái của thề đấy á. Ồ, thì bây giờ mới gặp ấy. Em đi viện em gặp mà chị này. À. Thế là chị gái ở thề là ở bên ở đâu về? Nhà quý hai. À thế nhà quý hai là à chồng là trước hay lên làm bếp cho đấy thì. Ờ à, rồi. Thế chồng thì mình gặp chồng rồi. Thôi đi nhỉ. Thế mua hộ anh nhá. Ừ, mua biết đi xe máy thì còn hộ anh ấy. Thế mọi người ạ, thì nói chung là em Tuyên đi vận động thì ở trong thôn thì nói chung là có thể là mọi người nói là em Tuyên là vô duyên, là bà thế nào đó đấy. Nhưng mà mình đi thì mình cũng vận động tương đối được hết rồi. Đấy, gọi là hết rồi chứ không còn ai đâu. Bây giờ đi lên nhà bà xong rồi bảo bà cứ an tâm đi. Mình cứ nấu cơm ngon canh ngọt cho anh, là để cho bà con ăn uống thoải mái là được mọi người ạ. Còn sau này thì chúng ta thì hãy cố gắng khi làm xong nhà thì cũng dạy các cháu sau này phải biết biết có lời cảm ơn. Nhà Mỹ đây là không có người. Mỹ ơi. Nhà đây nhà anh Thà đây, cũng là một người. Nói chung là để nói ở trong thôn để chia thì nói chung là mọi người thấy đấy. Nhà nào cũng như nhà nào thôi, khó khăn. Đây, nhờ bên nhà Lía này, nhà anh Lúa này, này. Anh nghĩ là có nhờ được. Nhà anh Lúa này được trước còn ra thắp hương hộ ấy nhờ. Hai điểm trường đây mọi người ạ. Và ở đây thì em Tuyên xin nói một chút này. Có rất nhiều cô chú bảo là tại sao em Tuyên không làm cái máng nước ở đây, ở cái điểm trường. Vì nói thật mọi người, đây là điểm trường là của bên xã xây. Máng nước các thứ là bên do bên xã thiết kế và xã sẽ làm sau. Em Tuyên cũng đã hỏi rồi, xã sẽ làm. Nhưng mà bây giờ xã chưa có thời gian vào làm ấy. Đấy, chứ không phải là em Tuyên không làm. Đây là điểm trường các thứ là của bên xã xây. Nên nếu mà muốn làm gì ở trong cái trường học này, chúng ta phải xin phép ý kiến, được sự đồng thuận hay không. Nhớ đâu chúng ta làm hảo hóc cái gì đó thì sao đó. Nên là mong mọi người hiểu cho nhé. Xã sẽ đợt tới này sẽ vào làm đường ống nước. À, xin chào anh Lúa nhá. Là sao? Chú ấy có muốn mượn máy khoan của anh đi khoan đá. Mượn máy khoan á? Máy khoan là trước cổng khoan rồi đấy. Tiền gái lũ nhưng mà. Lũ lũ tiền lũ lẻ nè. Không lũ lẻ nè. Tín mượn của anh ấy. Tín mượn của anh ấy. Hình như đang mượn rồi đấy. Cái đấy là của chú. Thế còn hai cái máy khoan là Nu Pó cầm một cái và A Thà cầm một cái.
nụ bò nụ bò gái luôn mà thang gái luôn thì mà chả tả luôn mà lý mà chả chết chỉ là chưa mà ui chọn nó chết chỉ lo rồi. À, còn một cái nào, còn một cái để ở nhà bà đây thì phải. À, chị lộ rộ bao nhiêu? À, còn cái máy sắt đá trời. Thế mà mày khoan cái sắt đá cơ mà. Thế thì em bảo là hiện tại thì bây giờ đang bận một xíu. Bây giờ thì gia đình từ từ đã, được không? Ờ, thì chị mua, không được giờ. Để mình còn nhờ bà con ở đây để còn lên giúp bà ấy. Bà ơi, đâu rồi mo đi ra ngoài xe lấy thịt. Em bảo ra lấy xe lấy thịt thức ăn về. Ôi, phải o tù vào nhà đấy. Đây các cô chú ơi, thì đây là những bà con đây thì cũng đã đi lên trên để bắt đầu đi đón tôn đấy, có rất nhiều hộ gia đình đấy, dần dần đây đấy. Mua nước mua nôi xong rồi ở đây thì có em Pà và em vợ Lý sẽ ở nhà nấu cơm, đi thì xuống mình nói qua nấu cơm cho các bà con đi. Ôi giời. Rồi. À, bà với vợ Lý đâu rồi? Mo, bà gì? Bà đâu? Bà đi rồi. Còn có tôi bao mộ nhá. Bỏ. Tôi mộ kia lo, để lòng lắm rồi kia nhá. Bẩn nha mọi người ơi. Mời con thịt đây này. Thịt lợn trong này đây. Một tảng luôn đây này. Tảng to bự luôn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển lên trên đi. Mộ ok nhá. Vâng mọi người ơi, thì đây như mọi người thấy đây là cái xe đã chở tôn vào đây. Em bảo bà con là bây giờ chúng ta hạ tôn đây xong rồi ngồi uống nước đã, xong rồi nghỉ ngơi chúng ta mới đi. Chị May nhá. Hạ tôn xuống đây đã xong rồi hầu đê đã. Xong rồi mới mù. Vâng ạ đã. Hầu đê đã xong rồi mù. Ok ok. À 2 tấm hay là 3 tấm gì nữa. Cái này cẩn thận là rách tay nhá. Mì tu đi ra đi mì tu. Thế nó ấy vào người đấy.
Thế là mạnh chứ không làm con đường nữa. Nguồn nguồn đầu tư hết sạch rồi. Chả biết được. Con đường kia mà đang tính này. Ôi! Nè nè nè, lâu quá đi à. Con đi của vừa. Phát tải luôn. Nè. OK chị ơi, đây. Ôi cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Chắc chắn đấy. Nóc quả máng nước. Cái này là giống y giả nhà nhỉ đấy. Y giả tà đâu ấy. Hộp đây. Cái này vào dây cao su dây thừng không chung được. Không, nó không có độ rít. Nó không có độ rít đấy. Là tụt hết ống ấy. Tụt hết xuống mà ống xuống lên. Bây giờ thì từ từ để cho bà con chuyển xong rồi mình mời uống nước mọi người. Ơi cho bà con uống nước rồi. Thoải mái. Đấy. OK chị. Thế phải trèo lên. Ông kia này. Hả? Cái này lấy ra bên này thôi, lấy ra bên này lôi này đi chúng nó hơi cắt tay ấy. Lấy cho sang một bên thôi. À, sang bên đấy thì. Bên này thôi. Bên này không nó kéo ra một phát là được ngay mà. Không cần phải lấy đâu. Đứng ở dưới gì? Có được không á? Đẩy ra bên này đi. No. Đẩy ra bên này cũng được. Đẩy ra bên kia cũng được. Thế đây ở bên đây đứng đẩy ra này. Đẩy ra cái này nhẹ nhưng mà cái này sắp. Là chị mày. Làm lại nhá. Ô tù. Đấy. Thả nhá. Thoải mái. Thank you.
Thế á? Thế thằng người bảo khó. Đây. Đây 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 đây, mọi người đây, Mỹ ơi, này. Đấy. Nhìn này có rổ đó. Anh chị rổ ta mới rổ bé thao kiếm hết tôi. Một chết thao này tôi ta mới rổ ta nó xu ta tăng kìa. Chỉ có lo cho bé bà thao, bé bà thao này tôi này. Ờ, nếu rổ mà thao này tôi rổ cho nên có ai có tăng. Ừ. 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 Chị biết anh chị mặn thao nét tuôn, nét tuôn cho họ thở, biết mặn thao nét tuôn. Tiếp tiếp chị là. Nó đại. Ô đại, 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 ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có lẽ là em Tân sẽ vào lấy nước để mời bà con. Ông đấy sao vậy? Họ đây chưa lô? Họ đây chưa? Họ đây chưa? Họ đây à? Họ đây đó. Cậu hào mà hào ta sao? Nên xây lò nhiều.好嘛，你还用一分点？你出去吗？去当当干部好，比你背包更好点。好嘛，你还用？你这个好嘛？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 好嘛，你
đi lên chỗ đầu kỳ bây giờ. Hầu đất tà đây rồi, mạo kề mà. Bốn con ốc nhung vây ra sắp lỏng rồi. Tôn thi. Đấy thì bà con cũng đang uống nước. Ở đây thì你几元嘛好啊？Mưa kiểu gì đấy? Mưa rồi.
Mày, không phải là mưa đâu, phải nhận 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 giáo gì đâu. Nó trẻ con. Trẻ con đấy. Trẻ con mà hơi nước đây này. Từng mưa. Chẳng thể con sẽ từ xa. Bây giờ thì bà con đã uống nước xong, bây giờ thì tiến hành chia đồ đây mọi người xem này. Em bảo cái túi này để mình cầm cho. Đó cái túi này. Cái gì? Hả? Đang là thích uống một chai nước nữa. Hai. Gì à? uống một chai nước này phải uống công nhá. Cô chịu hả? Đây. Cái này để lại đi, không cần đâu. Cái này bỏ lại đi. Cái này bỏ lại đi. Lần này cứ mà kêu chú mau. Chú. Dạ vâng. Đây mọi người ơi, thì hai em đây. Mama. Đấy rồi. Sao ấy? Em mới bảo sao? Không, cái này để em cầm cho. Ria lại cầm cái này về à? Đấy, mọi người xem này, cầm cái miếng vỡ này về. Hay không? Hai tấm. Chị Mai á? Nếu mà một mình một tấm phải tấm ngắn cơ. Đây này, một mình một tấm thì tấm ngắn này được này. Được bao nhiêu tấm rồi nhỉ? Nếu mình chưa quên đếm mất. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Vậy sẽ là còn cái tấm blo này. Khá là nhiều đấy mọi người. Cái lo hành lý tàu nào? Cái kiểu, chạy kho kết lo, cái chuyện xíu không nữa, xíu mà muốn nhận nhà tàu.
Con đã sẵn rồi. Con rõ trời. Như trời. Chị chân tèo, chị chân lùng nhau sao ta. Rồi mình mới trở dịu. Mà mà. Vừa rồi thì quý cô bác cũng có thấy rằng là bà con là cũng lên tận tích trên thôn mẹ qua để chở tôn xuống. Thì dự định ban đầu là đi hai chuyến về xong là ăn uống sau, nhưng mà bây giờ là cũng đầu giờ chiều rồi. Bà con cũng nói là bây giờ ai cũng oải rồi, thôi thì ăn ăn một tí cho có sức. Đi lấy cho hết tôn xuống đã. Thì mới bắt đầu gọi là có một bữa ăn tổng kết sau. Đây này, đây này, đây này. Đặt cái này ra ngồi ăn. Đây đây chị. Đây. Đây. Một thiệt tiền, nên một thiệt tiền. Thiệt gọi cho có thể chỉ phút chút. Đây, lấy một tấm là được rồi. Chú ạ, nó lý, nó sát chì rồi. Nó sát chì nữa. Đúng rồi, đây. Máy nồi, ơi trời ơi, đây. Như này là lịch sự hơn không? Mỉ à? Đấy. Lấy hai tấm, tấm này đủ chưa? Đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa? Thoải mái chưa? Xong rồi mời bác thợ xuống ăn cơm đây. Thịt đâu hết rồi. Bà con bảo là ăn một bữa nhẹ đã, xong là tí nữa thì sẽ có bữa tổng kết xong. À lại còn thế nữa cả. Bây giờ ăn tạm thôi, bây giờ chỉ còn bữa nhẹ ăn tạm thôi. À. Tí nữa bà con là sẽ có bữa tổng kết xong thì bữa ăn thịt. Thường thường. À. Thịt mình mua thoải mái mà, cũng nhiều mà. Thịt mình mua. Wow. Cũng rất là hay mọi người. Nắng lên cái nó chói rồi. Chị lại úp, lại úp cái lại lật cái này lại. Còn cái hồ này là chỉ vô chua, họ săn này là chỉ vô chua. Tiên, ừ, chói quá. Chị chứ chị sợ em là chị cho nó là nhỉ, tao nhớ sao. Ăn cơm cũng gian nan. Ôi. Đó. Nhìn chúa thật sự, tao sẽ chí nó cho chanh như thế này. À, đây nhá các cô chú nhá. Bên này là còn thức ăn thịt nhá mọi người nhá, không phải là bà em Tuyên không mua nhá. Đây. Có nghĩa đây là một chẳng một chậu đậu phụ này. Thịt đây mọi người nhá. Ôi à, thịt thái là cũng khá là to đấy. Ăn ăn miếng thịt to là uống bát rượu đầy đấy. Đó. Hẳn hơn 10 cân thịt cơ mà mọi người. Đây. Cơm đây vẫn còn, trong này vẫn còn canh, còn cơm, còn thịt nữa. Thì có nghĩa là như em già vừa nói thì bà con là ăn nhẹ một tí, gọi là tráng miệng lót ruột một tí, còn đâu là
bà con lại tiếp tục lên kia vận chuyển nốt. Vận chuyển xong hết rồi là chúng ta làm một buổi tổng kết to. Đấy, 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 đấy. Để chúng ta hiểu thêm, không bảo là em Tuyên này không mua đồ về không cho bà con ăn, nghe nó là sai sai là chết em Tuyên đấy ạ. Đấy. Thì bây giờ xin mời tất cả các cô chú anh chị dùng bữa với bà con, một bữa cơm gọi là truyền thống của bà con nhé, các cô chú nhé.